Xin chào anh em, như chúng ta đã tìm hiểu trong video trước, Chloe Abbott đã bị kẹt trong những vòng lặp thời gian vô hạn khi cố gắng thay đổi tương lai nhằm cứu sống Rimuru và cứu thế giới. Tuy vậy, liệu anh em có biết là có tới 2 phiên bản của vòng lặp thời gian tương lai đen tối? Chúng ta đã tìm hiểu phiên bản đầu tiên rồi. Vậy giờ để cho đủ bộ, hãy cùng đến với phiên bản thứ 2 tương lai đen tối của web novel nhé. Thực sự nó khác đến mức cứ như là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau vậy. Đầu tiên, giống như bản light novel và cũng như anime manga, khi Rimuru đưa đám học trò của mình đến ngôi nhà tinh linh thì có một thứ gì đó đã nhập vào người của cô bé Chloe Abbott. Theo lời của Lambris, thứ đó đến từ tương lai. Nếu ở bản light novel, thứ đó là Corona. Hay nói đúng hơn, những mảnh vụn ký ức và linh hồn của Corona đã được gửi từ tương lai về hiện tại. Sau đó Rimuru đã từ biệt đám học sinh của mình rồi rời khỏi Ingratia, trở về Tempest. Trên đường đi thì Rimuru bị Hinata ám sát. Ở web novel thì thứ đã nhập vào người cô bé Chloe không phải là Corona, mà đó là dũng giả Chloe từ tương lai quay trở về quá khứ. Đây là chi tiết khác biệt quan trọng nhất và cũng ảnh hưởng đến cốt truyện rất nhiều. Cũng tương tự như light novel, sau khi bị Chloe níu kéo và làm chậm trễ thời gian, Rimuru đã dịch chuyển thẳng về Tempest, không đụng mặt với Hinata và kịp thời bảo vệ được những thuộc hạ của mình. Tuy vậy, Tempest lại bị đánh bại bởi liên minh của Thánh Giáo hội Phương Tây và Vương quốc Famous. Lúc này Rimuru vẫn chưa phải là ma vương, còn sức mạnh của Thánh Kỵ sĩ đoàn do Hinata lãnh đạo thì quá mạnh mẽ. Vì chủ tịch chưa thức tỉnh ma vương nên chiến lực của Tempest không có sự phát triển đột phá như trong anime. Đối mặt với những Thánh Kỵ sĩ của Hinata, các thuộc hạ của Rimuru không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thất bại. Bản thân Rimuru thì đánh một chọi một với Hinata và bị giết ngay sau đó. Sau khi thu được một lượng lớn linh hồn từ trận chiến này, Clement đã thức tỉnh thành Trần Ma Vương. Dưới sự đồng thuận của Frey và Milim, yến tiệc Ma Vương và Pujit được tổ chức, Ma Vương Luminous và Valentine cũng tham dự. Nhân cơ hội này, Yuki đã xâm nhập vào nơi ở của Luminous và lấy đi quan tài thánh đang phong ấn dũng giả. Tức giận trước điều đó, Luminous đã nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu chiến dịch cướp lại quan tài. Lúc này, vị dũng giả bên trong quan tài thánh thức tỉnh và nằm dưới sự điều khiển của Yuki. Sau đó nhiều trận chiến đã nổ ra, Hinata đấu với dũng giả Chloe, người được phong ấn bên trong quan tài. Sau đó Hinata bị giết chết, linh hồn của cô đã nhập làm một với cô bé Chloe, học trò thân mến của Rimuru. Và kỹ năng du hành thời gian được kích hoạt, kéo họ trở về quá khứ 2.000 năm trước và bắt đầu cuộc hành trình nuôi dưỡng quả trứng dũng giả. Anh em không nghe nhầm đâu, có tận hai Chloe đấy. Một là dũng giả Chloe, người vừa thức tỉnh trong quan tài thánh. Do sự thức tỉnh của cô ấy nên cô bé Chloe ở hiện tại đã trở nên bất định. Sau khi Hinata chết, kỹ năng du hành thời gian của cô bé Chloe kích hoạt và cô đem theo linh hồn của Hinata quay trở về quá khứ 2.000 năm sau. Sau đó ra tay cứu mạng Luminous trong cuộc tấn công của Vedora. Về sau cô được phong ấn lại bên trong quan tài thánh và được Luminous cất giữ. Tức là nếu ở bản light novel, Chloe có tới 3 ý chí tồn tại bên trong cơ thể gồm Corona, Hinata và của chính cô, thì ở bản web novel bên trong Chloe chỉ còn 2 ý chí của cô và Hinata. Chưa hết, trong lúc Hinata đang chiến đấu với dũng giả Chloe, người vừa thức tỉnh trong quan tài thánh, thì Milim lại tấn công Luminous. Lý do là vì Yuki đã ra lệnh cho Clement bịa ra một câu chuyện rằng cái chết của Rimuru là do Luminous nhúng tay vào. Thế nên như một điều tất yếu, Milim đã hướng sự giận dữ của mình về phía Luminous và giết chết cô ta. Tuy vậy, sau trận chiến với Luminous, Milim cũng đã bị dũng giả Chloe giết chết theo lệnh của Yuki. Như một hậu quả tất yếu, sau sự biến mất của Kalion, Luminous và Milim, chiến lực của phe Ma Vương đã suy giảm trầm trọng. Nếu anh em đang thắc mắc tại sao Kalion lại có mặt trong danh sách tử, thì thanh niên này đã bị Milim làm cho bay màu theo lệnh của Clement. Có điều khi đó Kalion không chết mà được Frey cứu. Dù sao thì đây cũng là âm mưu của Frey và Milim. Thế nhưng đến cuối cùng chính Milim lại bị Clement lừa dối và phải vong mạng, còn Kalion sau đó lại bị giết trong một cuộc bạo loạn. Lúc này đế quốc phương Đông cũng bắt đầu tấn công đất nước của các Ma Vương, mà kẻ đứng sau giật dây lại chính là Clement. Thế rồi cả thế giới chìm trong hỗn loạn. Giữa lúc đó Yuki ra lệnh cho dũng giả Chloe tấn công Guy Crimson. Trong trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất này, Yuki đã lao vào ăn hôi và giết cả hai trong lúc họ suy yếu. Trước lúc chết, nhờ vào sức mạnh của tinh linh thời gian, dũng giả Chloe đã được gửi về quá khứ tại thời điểm ở ngôi nhà tinh linh và nhập vào cơ thể của cô bé Chloe. Một sự khác biệt rất lớn so với light novel, bởi ở bản light novel thì người đã giúp gửi Corona trở về quá khứ chính là Raphael, và người được gửi là Corona chứ không phải là Chloe. Qua câu chuyện kể trên thì chắc hẳn anh em cũng thấy được rằng đằng sau mọi âm mưu đều có dấu răng của Yuki và Clement. Và có lẽ anh em cũng đã hiểu tại sao đi đến đâu cũng thấy người ta comment Yuki là boss cuối của bộ truyện rồi chứ. Thế nhưng đó chỉ là một phiên bản khác của Yuki để chúng ta tham khảo, còn Yuki ở chính truyện thì sẽ không bá như thế này đâu. Dù ngắn nhưng đó cũng là toàn bộ thông điệp tôi muốn gửi gắm trong video này. Hy vọng rằng nó bổ ích với anh em. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.